Em là Thùy Trang, giám đốc điều hành của dự án Làng Chài Xưa tại Mũi Né. Hôm nay em đến đây xin gọi vốn 10 tỷ cho 5% cổ phần tại dự án này. Em nói cho anh nghe, bức tranh tài chính đến thời điểm này và tương lai của nó nếu em huy động được vốn. Dự án của bên em là bắt đầu từ năm 2017, làm từng hạng mục và đến nay đã hoàn thành 100%. Thì doanh thu của năm 2017 là 15 tỷ và doanh thu của năm 2018 là 25 tỷ. Và doanh thu của năm 2019 dự kiến là 40 tỷ. Doanh thu thì tăng rồi nhưng hiệu quả có tăng không? Dạ hiệu quả tăng hả? Hiệu quả bao nhiêu? Lãi ròng năm 2018 là 10% và 2019 dự kiến là lãi ròng sẽ là 15%. 17 thì lỗ bao nhiêu? Lỗ khoảng 10 đến 15% là bên em mục đích không phải là quá nhiều việc kinh doanh mà bên em là muốn khôi phục lại thương hiệu nước mắm 300 năm của Phan Thiết Mũi Né, muốn giữ lại cái tinh túy, cái truyền thống của Mũi Né. Nhưng mà mục tiêu cuối cùng vẫn là hiệu quả. Doanh nghiệp mà không có hiệu quả thì không có tự do. Em là giám đốc điều hành hay là giám đốc tài chính? Dạ em là giám đốc điều hành ạ. Thì em có cổ phần không? Dạ em không có cổ phần ạ. Thành viên hội đồng quản trị của em là những ai và cổ đông của em là những ai? Dự án này chỉ duy nhất một mình chủ đầu tư thôi. Chủ đầu tư đây là sở hữu 100% dự án đúng không? Dạ đúng rồi ạ. Thế em có sở hữu 100% ông chủ không? 100 tỷ này là em tính cả giá trị về đất đúng không? Đất thì làm sao tính được, đất tỉnh cho không? Chắc chắn trong đây là tính rồi. Dạ đúng rồi, em tính giá trị về đất luôn ạ. Đất tính cho không là không thể tính tiền được. Em học cái gì ra? Dạ em học marketing ạ. Marketing em cũng hiểu về đất đai đó. Tôi rất thích là nước mắm Việt Nam đi đến các nước trên thế giới. Câu chuyện kể chuyện về nước mắm thì ý tưởng của chủ của công ty này và của các bạn là rất là đúng. Cái thứ ba là làm nhà hàng rồi là chế biến để cho mình có, để mà sản phẩm mình chắc chắn về chất lượng để bán. Thì mình thấy là rất là hay. Duy có một điều, người mà đang đại diện đứng trước mặt ấy thì nói lắp bắp, cho nên ấy là mình thấy là không yên tâm nên là mình không đầu tư. Xin chào khách sát, em là Phạm Minh Lộc, co-founder của Gamai, dự án Sữa Hồ Vương. Xin chào khách sát, em là Hồ Phương Thảo, là founder của dự án Sữa Hồ Vương. Hôm nay bọn em đến đây để xin gọi một số vốn là 1 tỷ đồng cho 10% cổ phần công ty. Dựa vào mô hình đi trước, chúng em đã tạo ra một thế giới thần thoại lấy cảm hứng dựa trên lịch sử và văn hóa Việt Nam. Công ty này thành lập lâu chưa? Tụi em thành lập vào tháng 4 năm 2018. Có 1 tỷ này làm gì? 30% sẽ đầu tư vào app và 40% sẽ đầu tư vào hàng tồn kho để phân phối hàng tồn kho đi khắp toàn quốc. Phần còn lại thì sẽ để dự trù rủi ro và trích một phần để đầu tư vào cái truyện tranh. Chỉ hỏi Lộc một câu thôi, xuất phát điểm, ý tưởng của mình là như thế nào? Tại sao bạn lại đưa lịch sử Việt Nam vào trong trò chơi của bạn? Tại vì em yêu Việt Nam. Trò chơi này cho giới trẻ, miễn là giới trẻ hiểu được lịch sử. Còn Nguyễn Du hay bà Lý Chiêu Hoàng mặt mũi như nào? Nếu thị trường chấp nhận, các bạn hãy giữ mặt như thế. Còn thị trường bảo, bạn ơi mặt này xấu quá, đổi đi. 90%, 70% ta đổi, đúng không ạ? Hãy để cho thị trường trả lời câu hỏi này. Nếu như làm như Nguyễn Huệ như kia mà trẻ nhỏ mà theo để mà sẽ chơi trò chơi này và hiểu biết về lịch sử thì cứ làm như này đi. Ta đòi hỏi những cái tiến bộ, tại sao ta không chấp nhận những cái tiến bộ, đúng không ạ? Loại hình mà vừa chơi vừa học này cũng là một loại hình rất là tốt. Các bạn đã được góp ý nhân vật lịch sử nên nghiên cứu lại cái chỗ đấy. Tôi chỉ quan tâm đến những ngành hàng sản xuất thiết thực. Còn ngành trò chơi là tôi cũng không hứng thú lắm, cho nên là tôi quyết định không đầu tư. Em cảm ơn sếp. Tôi là Nguyễn Huy Ngọc, hiện tại tôi đang là một giám viên dạy toán. Trên tay em là mô hình của một hình phẳng. Tuy nhiên, đây chính là mô hình của một hình lập phương. Không những thế, nó còn có thể biến đổi thành rất nhiều các cái trạng thái khác nhau. Sản phẩm của em phù hợp với rất nhiều đối tượng. Thứ nhất là các em học sinh trong độ tuổi phát triển từ mầm non đến trung học phổ thông, các thầy cô giáo dùng để phục vụ cho bài dạy của mình chất lượng hơn. Bộ sản phẩm của em cho tới hiện tại là tối ưu nhất ở trên thế giới để có thể triển khai dạy học hình học cho người khiếm thị. Em sẽ thành lập một công ty chuyên nghiên cứu sản xuất và phân phối đồ dùng thông minh nói chung, và sản phẩm chủ đạo đầu tiên của em đó là bộ lắp ghép hình học đa năng Gerobo. Tức là chưa thành lập công ty. Dạ vâng ạ. Và em mong muốn các sắc đầu tư cho em 500.000 đô, đổi lại là 10% cổ phần công ty. Lời bạn là bạn đã bao giờ đi kinh doanh chưa? Với sản phẩm này của em thì vừa qua em đã sản xuất thử nghiệm, bán được mấy trăm bộ. Một bộ này là 1.500.000 đồng ạ. Một sắc nào đấy đầu tư bạn sẽ làm thị trường như nào và làm kinh doanh như nào? Nếu như một sắc nào đó đã có phương án đầu tư cho em số tiền này thì chắc hẳn họ cũng đã có những cái phương án để hỗ trợ em về nhiều mặt. Đang làm việc ở đâu? Em làm việc ở Hà Nội. Tại sao bạn không kết hợp với các cái thầy ở trường kinh tế để làm ra một cái mô hình kinh doanh đi đã?
rồi hãy gọi xác vào. Chứ còn đây đưa một cái ý tưởng sơ khai, một cái mọi thứ rồi giao khoán cho xác thì xác làm sao nổi. Xác thì không đầu tư với Ngọc, nhưng mà chú Ngọc sẽ thành công với những đam mê và khát vọng cho học sinh Việt Nam không học chay và thầy giáo không phải dạy chay.